Bạn bị nhân sơ tử cung, hiện đã thai 32 tuần, chẩn đoán là gân ngang, có phải do nhân sơ khiến bé quay đầu không được hay không? Có cách nào giúp bé quay đầu? Chính xác. Các khối nhân sơ nếu như nằm ở đoạn dưới, họ đã bác sĩ Nhật có trình chiếu cho bạn, nếu mà nằm ở gần đoạn eo thì như vậy bé nó không thể nào nó có đủ cái không gian để bé nó quay đầu. Thì như vậy khi mà bé không thể quay đầu ha, thì hầu như chúng ta không cần phải can thiệp mà chúng ta mổ lấy thai các bạn ạ. À, nha. Ở cái tuần lễ 39 tuần thì bạn nên mổ lấy thai. Và như vậy nếu như cái nhân sơ nó nằm ở ngay trên vị trí của đường mổ thì chúng ta nên bóc nhân sơ luôn. Còn nếu như không nằm ở vị trí đường mổ, nằm ngoài cái vị trí đường mổ thì chúng ta không bóc nhân sơ các bạn nha. Thì đó là cái mà hướng dẫn cho bạn. Đối với những bạn mà có thai môi bất thường, có u sơ tử cung, chúng ta không can thiệp gì hết mà chúng ta mổ lấy thai các bạn nha.